Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nga đánh sập phòng tuyến kiên cố bao vây Kurakovi. Trước khi mùa mưa bùn ập đến, Nga tăng tốc và đã đạt được kết quả đáng kể ở khu vực trung tâm của mặt trận. Toàn bộ cụm quân Ukraine trên hướng Kurakovi đang đứng trước thử thách khó khăn. Vòng vây đối với lực lượng Kiev ở Kurakovi đang siết chặt. Quân đội Nga tiếp tục tiến hành các cuộc đột kích trên bộ, đặc biệt là ở hướng Kupiansk-Podolsk và Kurakovi. Theo hướng Kupiansk, lực lượng Moscow đang tiến dọc theo khu rừng phía Tây Sinkovka và được cho là đã chiếm được toàn bộ khu vực rừng. Cuộc tiến công trên bộ ở sườn phía Nam theo hướng Podolsk, tại đây họ đã chiếm được phần lớn cánh đồng và theo các nhà quan sát quân sự Nga, hai ngôi làng nữa ở phía Tây Kurakovka cũng được cho là đã thất thủ. Bên cạnh đó, quân Nga cũng đang tiến sâu vào các vị trí của Ukraine ở phía nam Kurakovi và chiếm được phần lớn các cánh đồng. Những đòn đột kích đang tập trung vào các làng, theo đó cái thòng lọng xung quanh thành phố đang thắt chặt. Nga phát triển rất nhanh ở khu vực trung tâm. Trước khi mùa mưa bùn ập đến, lực lượng Moscow tăng tốc và đã đạt được kết quả đáng kinh ngạc ở khu vực trung tâm của mặt trận. Những thành công trong khuôn khổ chiến dịch hè thu cho thấy sự suy giảm nhanh chóng về khả năng chiến đấu của lực lượng Kiev trên mọi hướng tác chiến. Quân đội Nga đã họp vào cuối tháng 10 sau khi chiếm được một số thành phố, khu định cư lớn và thôn làng nhỏ. Họ đang tập trung vào ba hướng Podolsk, Kurakovi và Zhuno. Vào đầu mùa thu, sau khi đánh chiếm thành công Novogorodka, như một phần của quá trình chuẩn bị chung cho cuộc tấn công quyết định vào Podolsk và Mirgorod, lực lượng Moscow đã kiểm soát Grodoka, Zelidovo và sau đó mở rộng địa bàn về phía tây của thành phố. Trên hướng Kurakovi, họ loại bỏ Noven và chiếm các thành phố và thị trấn kiên cố như Ukrai, Grodian cũng như là Kurakovka. Những thành công này giúp bắt đầu chiến dịch hình thành vòng cung phía bắc, bao trùm toàn bộ nhóm quân đối phương. Ở Nam Donetsk, trong các trận chiến dữ dội, thành phố pháo đài Uleda đã bắt đầu chọc thủng tuyến công sự kiên cố cuối cùng của lực lượng Kiev. Cường độ giao tranh giảm. Tại mặt trận Kursk, cường độ các cuộc giao tranh đã giảm tương đối trong vài ngày qua. Điều này cũng được chứng minh bằng việc các cảnh quay kiểm soát mục tiêu mới được công bố trực tuyến ngày càng ít hơn. Ở quận Glukovo, tình hình không có thay đổi đáng kể và chưa có nỗ lực mới nào của AFU nhằm xâm nhập biên giới Nga và tấn công khu vực Novipod được ghi nhận. Về phía quận Korenevo, lực lượng Moscow đã tiếp cận con đập bên kia sông Stanagos, sát cạnh Lubimoka, khép lại vành đai xung quanh. Tuy nhiên, vẫn chưa có xác nhận rõ ràng nào về điều này. Tại quận Studia, Nga đã tấn công các xe bọc thép AFU ở Malaya Lokia bằng một quả bom dẫn đường UAB-20, đánh dấu trường hợp thứ 12 được ghi nhận về việc sử dụng hiệu quả loại UAV này ở khu vực này. Ngoài ra, Nga tiếp tục phá hủy các vị trí của AFU sâu trong hậu phương thuộc vùng Sumy. Một khẩu pháo tự hành của Ukraine đã bị trúng một UAV Lancet ở phía nam Vadanchino và cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander đã được thực hiện vào một khu vực tập trung nhân sự và thiết bị của đối phương ở Zalonoka. Nga đột nhập Maximovka giữa Uleda và Kurakovi. Lực lượng Moscow thực hiện một số cuộc tập kích vào các mục tiêu ở khu vực phía sau do đối phương kiểm soát, bao gồm cả việc phá hủy cơ sở của Bộ Nội vụ Ukraine ở Kharkov. Để đáp trả, Kiev thực hiện cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các cơ sở nhiên liệu và năng lượng của Nga ở khu vực Stavropol. Một UAV khác đã đâm vào một tòa nhà dân cư ở Bryansk. Về hướng Nam Donetsk, lực lượng Nga đã kiểm soát Novokaidaka và đánh bật các đội hình Kiev khỏi vùng ngoại ô phía tây của Stantas. Quân đội Nga đã đột nhập Maximovka giữa Uleda và Kurakovo. Một số cuộc tấn công cơ giới đã bị đẩy lùi, nhưng bộ binh Nga đang dần tiến sâu hơn vào làng. Giao tranh ác liệt đang diễn ra, một chiến binh nổi tiếng của Ukraine cho biết. Theo hướng Uleda, tình hình vẫn rất nghiêm trọng, giao tranh tiếp diễn ở khu vực Maximovka và Chudovoy. Trên thực tế, giao tranh đã áp sát có hai hướng tương đối thuận tiện để đến Kurakovi từ phía nam. Cũng như là nhà phân tích người Ukraine cho biết, địa lý của khu vực này rất phức tạp với nhiều con sông và đầm lớn, giữa chúng là khoảng trống. Trước đây, đây có thể là trở ngại đáng kể, nhưng bây giờ thì không. Hơn nữa, tôi chắc chắn rằng người Nga sẽ cố gắng tiếp cận ngôi làng cách Kurakovi khoảng 13 km. Nếu thành công, họ sẽ khép lại vòng vây với Kurakovi. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đọ sức ác liệt ở Kurakovi.
Báo cáo tối ngày 1 tháng 11 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết, kể từ đầu ngày đã xảy ra 126 cuộc giao tranh căng thẳng nhất là ở Kudakovi với 48 trận đánh. Báo cáo có đoạn đã xảy ra 126 cuộc giao tranh, đối phương tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa, 52 cuộc không kích và sử dụng 400 UAV, đồng thời thực hiện 2.926 cuộc tấn công bằng pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupiansk, Lyman, Kramatorsk, Torezh, Vodemotsky và Dnipro. Đối phương đang tấn công dữ dội vào quân phòng thủ AFU theo hướng Pudov với 36 trận, đồng thời có 48 cuộc đụng độ vũ trang theo hướng Kudakovi. Nga chiếm Janaja Poliana ở vùng Donetsk. Vào ngày 1 tháng 11 đã chiếm được làng ở quận Volnokavka, vùng Donetsk. Báo cáo viết, đối phương cũng tiến vào. Theo điều tra dân số năm 2001, dân số của làng Janaja Polina là 434 người, trong đó 91,94% nói tiếng Ukraine là tiếng mẹ đẻ. Ukraine tấn công bằng tên lửa đạn đạo nổ lớn xảy ra ở Crimea. Rạng sáng ngày 2 tháng 11, phòng không Nga đã hoạt động ở Crimea và có nhiều tiếng nổ được ghi nhận. Thống đốc do Nga bổ nhiệm cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng, một cảnh báo không kích đã được ban bố ở Sevastopol do mối đe dọa của một tấn công đạn đạo. Các kênh Telegram của Nga đã viết về mối đe dọa tên lửa đối với Crimea và Sevastopol. Theo người dân địa phương, những tiếng nổ và tiếng khai hỏa của lực lượng phòng không đã được nghe thấy ở quận Dajankoy. Ngoài ra, có những tia sáng chói ở khu vực làng Ochoki. Người ta cũng nghe thấy tiếng nổ ở Saki, báo động ở Crimea kéo dài khoảng 30 phút. Ông Zelensky có thể tấn công phủ đầu vào lính Triều Tiên. Hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên đầu tiên đang ở gần biên giới Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, Kyiv có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu, nhưng cần phải có vũ khí tầm xa. Ông nói, chúng ta hiện thấy mọi địa điểm mà Nga đang tập trung, những người lính Triều Tiên này trên lãnh thổ của mình, tất cả các doanh trại của họ. Chúng ta có thể tấn công phủ đầu nếu chúng ta có khả năng tấn công ở tầm xa, đủ xa, và điều này phụ thuộc vào các đối tác của chúng ta. Nhưng thay vì cần đưa ra quyết định thì Mỹ, Anh, Đức đang theo dõi. Mọi người chỉ đang chờ binh sĩ Triều Tiên bắt đầu tấn công người Ukraine. Nhà lãnh đạo Zelensky nhấn mạnh rằng bất kỳ ai thực sự muốn cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine không lan sang châu Âu thì không chỉ nên theo dõi mà còn phải hành động. Moscow và Bình Nhưỡng đến nay tiếp tục bác bỏ cáo buộc Triều Tiên đưa quân đến Nga để tham chiến, cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Mặt khác, Moscow nêu rõ kể cả kịch bản Triều Tiên đưa lính đến Nga cũng không vi phạm luật pháp quốc tế. Mới đây, Nga đã ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện với Triều Tiên. Hungary và Ukraine thảo luận về thỏa thuận song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hungary xác nhận các cuộc đàm phán về một thỏa thuận song phương với Ukraine, nhưng nói rằng vấn đề tư cách thành viên NATO của Ukraine không được đề cập trong đó. Theo đại diện Hungary, các cuộc đàm phán về việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Hungary và Ukraine đang diễn ra và thỏa thuận nên tập trung vào việc khôi phục các quyền của cộng đồng dân tộc Hungary. Đồng thời, chúng tôi đã nói rõ với phía Ukraine trong các cuộc đàm phán rằng ý định gia nhập NATO của Ukraine không thể nằm trong thỏa thuận này. Chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ quan điểm rõ ràng của mình về vấn đề này và không có thay đổi nào xảy ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hungary nói thêm. Ông lặp lại luận điểm đã được phát biểu trước đó ở Budapest rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ dẫn đến sự khởi đầu của Thế chiến thứ ba. Tổng thống Zelensky cho biết một ngày trước đó rằng Kyiv và Budapest đang nỗ lực chuẩn bị một tài liệu song phương sẽ liên quan, đặc biệt là các vấn đề an ninh và việc Ukraine gia nhập NATO. Ông Zelensky lập luận rằng Ukraine trong khuôn khổ tài liệu này sẽ yêu cầu Hungary không ngăn cản việc nước này gia nhập liên minh trong tương lai. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!